Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Đức Thánh Cha Francisco Nhật ký Tông du. Chúng ta sẽ cùng điểm lại các hoạt động của Đức Thánh Cha trong chuyến thăm tới Đông Timor, quốc gia có tỷ lệ tín hữu Công giáo đông nhất thế giới. Ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9 năm 2024 là những ngày mà chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha tại Đông Timor rất dày. Chiều ngày 9 tháng 9, sau khi nghỉ trưa tại Tòa Sứ Thần, lúc 5 giờ 50 chiều giờ địa phương, Đức Thánh Cha di chuyển đến Dinh Tổng thống cách Tòa Sứ Thần 1,5 km để tham dự nghi thức tiếp đón chính thức, thăm hữu nghị Tổng thống và gặp gỡ giới chức chính trị, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Nguồn thông tin từ Vatican News cho biết, khoảng 400 đại diện thuộc chính quyền, lãnh đạo tôn giáo, ngoại giao đoàn, các doanh nhân, đại diện xã hội dân sự và văn hóa có mặt trong buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Sau lời chào mừng của Tổng thống Đông Timor, Đức Thánh Cha đã đáp lời bằng một bài diễn văn, trước hết là lời cảm ơn về sự chào đón nồng nhiệt và vui tươi đến từ vùng đất Đông Timor xinh đẹp. Tại đây, châu Á và châu Đại Dương chạm nhau và theo một nghĩa nào đó, chúng gặp châu Âu xa xôi về mặt địa lý nhưng lại gần gũi do vai trò của nó ở những vĩ độ này trong năm thế kỷ qua. Trên thực tế, những nhà truyền giáo dòng Đa Minh đầu tiên từ Bồ Đào Nha đã đến đây vào thế kỷ 16 mang theo đạo Công giáo và tiếng Bồ Đào Nha, và ngôn ngữ này cùng với tiếng Tê Tùm ngày nay là hai ngôn ngữ chính của đất nước. Kitô giáo sinh ra ở châu Á đã đến những nhánh tận cùng này của lục địa thông qua các nhà truyền giáo châu Âu, chứng tỏ ơn gọi phổ quát của mình và khả năng hòa hợp với các nền văn hóa đa dạng nhất. Những nền văn hóa qua sự gặp gỡ tin mừng sẽ tổng hợp nên một nền văn hóa mới, cao hơn và sâu sắc hơn. Mảnh đất này được tô điểm bởi núi, rừng và đồng bằng, được bao quanh bởi biển cả tuyệt đẹp với những gì mà tôi đã có thể thấy. Giàu có về nhiều điều, về trái cây phong phú và gỗ quý. Với tất cả những điều đó, mảnh đất này đã trải qua một giai đoạn đau thương trong quá khứ gần đây. Nó đã trải qua những trận giằng co và bạo lực thường xảy ra khi một dân tộc phải đối mặt với việc nền độc lập hoàn toàn và tìm kiếm quyền tự chủ của họ bị từ chối hoặc bị cản trở. Nhắc về lịch sử, Đức Thánh Cha nói, từ ngày 28 tháng 11 năm 1975 đến ngày 20 tháng 5 năm 2002, tức là khi tuyên bố độc lập cho đến khi được khôi phục hoàn toàn, Đông Timor đã trải qua những năm tháng đau khổ và thử thách lớn nhất của mình. Tuy nhiên, đất nước đã có thể trỗi dậy trở lại, tìm ra con đường hòa bình và mở ra cho một giai đoạn mới, hướng tới một giai đoạn phát triển, cải thiện điều kiện sống, chân quý ở mọi cấp độ, về vẻ dạng người không bị ô nhiễm của lãnh thổ này và của các nguồn tài nguyên thiên nhiên và con người. Chúng ta tạ ơn Chúa vì khi trải qua một giai đoạn bi thảm như vậy trong lịch sử, quý vị đã không đánh mất niềm hy vọng, và thực tế là sau những ngày đen tối và khó khăn, cuối cùng bình minh của hòa bình và tự do đã xuất hiện. Để đạt được những mục tiêu quan trọng này, cội rễ đức tin Công giáo của quý vị đã giúp ích thật nhiều, như Thánh Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh trong chuyến viếng thăm đất nước của quý vị vào năm 1989. Trong bài giảng tại Tassitolu, Ngài đã nhắc lại rằng người Công giáo Đông Timor có một truyền thống, trong đó đời sống gia đình, văn hóa và phong tục xã hội bắt nguồn sâu xa từ tin mừng. Một truyền thống giàu về giáo huấn và tinh thần các mối phúc, sự tin tưởng khiêm tốn vào Thiên Chúa, sự tha thứ và lòng thương xót và khi cần thiết, kiên nhẫn chịu đau khổ trong hoạn nạn. Về vấn đề này, tôi đặc biệt muốn ghi nhớ và ca ngợi sự dấn thân cần mẫn của quý vị nhằm đạt được sự hòa giải hoàn toàn với anh em Indonesia, một thái độ đã tìm thấy nguồn cội đầu tiên và thuần khiết nhất trong những lời dạy của tin mừng. Quý vị đã giữ vững niềm hy vọng ngay cả trong hoạn nạn, và nhờ vào bản chất dân tộc và đức tin của mình, quý vị đã biến nỗi đau thành niềm vui. Xin Chúa ban ơn trong các cuộc xung đột khác ở nhiều nơi trên thế giới, ước muốn hòa bình. Đó cũng là lý do để ngợi khen với lòng biết ơn rằng nhân kỷ niệm 20 năm nền độc lập của đất nước, quý vị đã nhận tuyên bố về tình huynh đệ nhân loại mà tôi đã ký cùng với Đại Imam của Al-Azhar vào ngày 4 tháng 2 năm 2019 tại Abu Dhabi làm văn kiện quốc gia. Và quý vị đã làm như vậy để như chính tuyên bố mong đợi, nó có thể được áp dụng và đưa vào trong chương trình giảng dạy ở trường. Đây là điều nền tảng.
Đồng thời, tôi kêu gọi quý vị tiếp tục tin tưởng vào việc xây dựng và củng cố một cách khôn ngoan các thể chế nước Cộng hòa của quý vị, để các công dân cảm thấy được đại diện một cách hiệu quả và họ có đủ năng lực phục vụ người dân Đông Timor. Giờ đây, một chân trời mới đã mở ra trước mắt quý vị, không có đám mây đen, nhưng với những thách thức mới phải đối diện và những vấn đề mới cần giải quyết. Đây là lý do tại sao tôi muốn nói với quý vị, ước gì đức tin vốn đã soi sáng và nâng đỡ quý vị trong quá khứ tiếp tục truyền cảm hứng cho hiện tại và tương lai của quý vị. Ước mong đức tin của anh chị em trở thành văn hóa của anh chị em, nghĩa là nó truyền cảm hứng cho các tiêu chuẩn, dự án và lựa chọn theo tin mừng. Trong số những vấn đề hiện tại, tôi nghĩ đến hiện tượng di cư vốn luôn là dấu hiệu cho thấy sự đánh giá không đầy đủ hoặc không đúng mức về nguồn lực cũng như khó khăn trong việc cung cấp cho mọi người một công việc có mức lương công bằng và đảm bảo cho các gia đình có thu nhập tương ứng với nhu cầu cơ bản của họ. Tôi nghĩ đến tình trạng nghèo đói hiện diện ở nhiều vùng nông thôn và do đó cần có hoạt động tập thể trên phạm vi rộng liên quan đến nhiều lực lượng và trách nhiệm riêng biệt, dân sự, tôn giáo và xã hội để khắc phục tình trạng đó và đưa ra những giải pháp thay thế hợp lý cho việc di cư. Tôi nghĩ đến những gì có thể được coi là vết thương xã hội, chẳng hạn như việc giới trẻ sử dụng rượu quá mức và việc họ thành lập các băng đảng. Nơi đó, nhờ kiến thức về võ thuật, thay vì sử dụng nó để phục vụ những người không có khả năng tự vệ, họ lại sử dụng nó như là cơ hội để thể hiện sức mạnh bạo lực phù du và có hại. Và đừng quên, nhiều trẻ em và thanh thiếu niên bị xúc phạm phẩm giá. Tất cả chúng ta đều được gọi hành động một cách có trách nhiệm để ngăn chặn tệ nạn xã hội này và đảm bảo sự phát triển hòa bình cho con cái chúng ta. Để giải quyết những vấn đề này, cũng như để quản lý tối ưu các nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước, chủ yếu là trữ lượng dầu khí có thể mang lại những khả năng phát triển chưa từng có, điều cần thiết là phải chuẩn bị đầy đủ với sự đào tạo phù hợp. Những người sẽ được kêu gọi trở thành giai cấp lãnh đạo đất nước trong một tương lai không xa. Do đó, họ sẽ có thể sử dụng tất cả các công cụ cần thiết để phác thảo một dự án có phạm vi rộng vì lợi ích chung. Giáo hội đưa ra học thuyết xã hội của mình làm nền tảng cho quá trình đào tạo này. Nó tạo thành một trụ cột không thể thiếu để xây dựng kiến thức cụ thể và luôn cần phải dựa vào đó để xét xem liệu những việc thu nhận thêm như thế có thực sự có lợi cho sự phát triển toàn diện hay không, khi nó trở thành một chướng ngại tạo ra sự mất cân bằng không thể chấp nhận được và một lượng lớn bị loại bỏ, bị bỏ ra bên lề. Tuy nhiên, thật không thiếu những vấn đề như trường hợp của mọi người và mọi thời đại. Tôi mời gọi quý vị hãy tin tưởng và duy trì cái nhìn đầy hy vọng về tương lai. Quý vị là một dân tộc trẻ, không phải vì nền văn hóa và sự định cư của quý vị trên vùng đất rất cổ xưa này, mà vì thực tế là khoảng 65% dân số Đông Timor dưới 30 tuổi. Dữ liệu này cho chúng ta biết rằng đối với quý vị, lĩnh vực đầu tiên cần đầu tư là giáo dục. Một nền giáo dục đặt trẻ em và giới trẻ làm trung tâm và đề cao phẩm giá của họ. Sự nhiệt tình, tươi mới, hướng tới tương lai, lòng dũng cảm, sự tháo vát đặc trưng của người trẻ kết hợp với kinh nghiệm và sự khôn ngoan của người lớn tuổi tạo thành một sự pha trộn đáng mong đợi về tri thức và động lực quảng đại hướng tới ngày mai. Cùng với nhau, lòng nhiệt tình và sự khôn ngoan này là một nguồn tài nguyên tuyệt vời và không cho phép sự thụ động hay bi quan. Giáo hội Công giáo, học thuyết xã hội, các tổ chức hỗ trợ và bác ái cho người nghèo, các tổ chức giáo dục và chăm sóc sức khỏe đang phục vụ mọi người và cũng là một nguồn tài nguyên quý giá. Chúng ta nhìn về tương lai với đôi mắt đầy hy vọng. Về vấn đề này, sự dấn thân của giáo hội đối với lợi ích chung cần có sự hợp tác và hỗ trợ của nhà nước trong khuôn khổ mối quan hệ thân thiết được phát triển giữa giáo hội và Cộng hòa Dân chủ Đông Timor theo thỏa thuận giữa các bên có hiệu lực vào ngày 3 tháng 3 năm 2016. Đông Timor, quốc gia biết đối diện với những thời khắc đau khổ to lớn bằng quyết tâm kiên nhẫn và chủ nghĩa anh hùng, ngày nay sống như một quốc gia hòa bình và dân chủ, dấn thân xây dựng một xã hội huynh đệ, phát triển quan hệ hòa bình với các nước láng giềng trong bối cảnh cộng đồng quốc tế. Nhìn vào quá khứ gần đây của quý vị và những gì đạt được cho đến nay, người ta có lý do để tin tưởng rằng quốc gia của quý vị cũng sẽ có khả năng giải quyết những khó khăn và vấn đề ngày nay một cách thông minh và sáng tạo. Tôi phó thác Đông Timor và tất cả người dân của đất nước cho sự bảo vệ của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, đấng bảo trợ trên trời được khẩn cầu với danh hiệu Virgem de Aitara.
Xin mẹ luôn đồng hành và trợ giúp quý vị trong sứ mạng xây dựng một đất nước tự do, dân chủ và liên đới, nơi không phải cảm thấy bị loại trừ và mọi người có thể sống trong hòa bình và phẩm giá. Deus Asenque Timor-Leste, Maromac Hieroic Bencao Batimor Larosae. Xin Chúa chúc lành cho Đông Timor. Cuối buổi gặp gỡ sau khi trao quà và chụp hình lưu niệm, Đức Thánh Cha đi ra cổng chính của dinh tổng thống. Tại đây, Ngài chúc lành cho khoảng 1.000 người, gồm gia đình và nhân viên của dinh tổng thống. Sau đó, Đức Thánh Cha trở lại tòa sứ thần để nghỉ đêm, kết thúc ngày đầu tiên trong chuyến thăm viếng tại đất nước Đông Timor. Ngày thứ Ba, mùng 10 tháng 9 năm 2024, ngày thứ Hai trong chuyến tông du tại Đông Timor của Đức Thánh Cha, sau khi thăm các trẻ em khuyết tật của trường Imas Anma, vào lúc 9 giờ 15, Đức Thánh Cha đi xe đến nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm, cách đó khoảng hơn 4 cây số để gặp các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo lý viên. Khi đến nơi, giữa tiếng chào mừng rộn vang của tất cả, Đức Thánh Cha tiến đến sân nhà thờ chính tòa và được Đức Hồng Y Virgilio do Carmo da Silva, Tổng giám mục Zilli đợi sẵn chào đón cùng hai em bé tặng hoa cho Ngài, trong lúc một nhóm chào mừng Ngài bằng những điệu nhảy. Tiếp đến, Đức Thánh Cha vào nhà thờ qua lối chính, linh mục chính xứ trao thánh giá cho Đức Thánh Cha hôn và nước thánh để dậy. Trước khi tới bàn thờ, Đức Thánh Cha dừng lại, chào thăm một nhóm người khuyết tật, trong lúc đó cộng đoàn hát thánh ca. Chúng ta thấy, Ngài luôn rất quan tâm tới những số phận có thể nói là nhỏ nhoi và bất hạnh trong xã hội. Sau chứng từ của một nữ tu, một linh mục và một giáo lý viên, Đức Thánh Cha đã bắt đầu bài chia sẻ của mình. Ngài mở đầu bằng cách nhận xét rằng mặc dù Đông Timor nằm ở bên lề của thế giới, nhưng quốc gia này ở trung tâm của tin mừng. Cùng với đó là rất nhiều những thông điệp khác. Cuối buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả mọi người. Sau đó, Ngài đã làm phép những viên đá đầu tiên từ ba giáo phận của Đông Timor. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha trở về tòa sứ thần, cách đó 1,4 km để nghỉ trưa. Vào lúc 16 giờ 30 theo giờ địa phương là sự kiện đặc biệt nhất, thánh lễ tại cánh đồng Tasi Tolu. Một cảnh tượng huy hoàng xưa nay chưa từng thấy. Theo tường thuật của các phóng viên Vatican, thì thánh lễ quy tụ khoảng 700.000 giáo dân. Đó là dự kiến ban đầu, nhưng thực tế con số này có thể lớn hơn. Thưa quý vị, 700.000 giáo dân và thậm chí có thể là đến 800.000 tham dự thánh lễ này, tức là khoảng một nửa dân số của Đông Timor đến tham dự thánh lễ tại cánh đồng Tasi Tolu. Chúng ta biết Đông Timor là quốc gia có tỷ lệ tín hữu Công giáo cao nhất thế giới, lên tới 95,97%, vì họ có 1.439.000 tín hữu Công giáo và tổng dân số chỉ là 1.499.000, tức là có khoảng một nửa dân số Đông Timor đến tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha. Diễn ra trong bầu không khí sốt sắng, trong những ánh mắt sốt sắng của các tín hữu, và phần lớn các tín hữu đến trong một buổi chiều có nắng và họ mang theo những chiếc ô màu cờ của hội thánh, tạo ra một cảnh tượng thực sự hết sức đẹp mắt. Cảnh tượng này gợi lại hình ảnh mà Chúa Giêsu từng giảng trước đây trong những bài giảng trên núi, quy tụ rất đông những người đến nghe Ngài giảng. Và giờ đây là một khung cảnh tuyệt vời. Những bài thánh ca vang lên, những bài đọc vang lên, và sau đó Đức Thánh Cha đã có bài giảng. Bài giảng của Đức Thánh Cha được dịch sang tiếng Tetum, là một trong hai ngôn ngữ chính của Đông Timor. Trong bài giảng thì Đức Thánh Cha nói nhiều đến ý nghĩa của các bài đọc, đồng thời cũng nhấn mạnh tới những nét nổi bật trong văn hóa của Đông Timor và Ngài liên hệ tới đạo Công giáo cũng như những điều Chúa dạy. Trong đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhiều về yếu tố là một dân số trẻ của Đông Timor nên cần phải quan tâm nhiều tới công tác giáo dục và cũng phải sẵn sàng dấn thân bằng sự dũng cảm. Thánh lễ kết thúc với tất cả những tâm tình và nguyện ước của người dân Đông Timor, mang lại một buổi chiều thật sự sốt sắng tại cánh đồng Tasi Tolu. Ngày mai 11 tháng 9 năm 2024, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ giới trẻ tại trung tâm hội nghị, sau đó là nghi thức chào biệt tại sân bay quốc tế Jili. Và vào lúc 11 giờ 15 theo giờ địa phương, Ngài sẽ khởi hành từ sân bay quốc tế Jili đến Singapore. Dự kiến, lúc 14 giờ 15, Ngài sẽ đến sân bay quốc tế Singapore Changi, và lúc 14 giờ 15 cùng thời điểm sẽ là nghi thức chào đón. Và vào lúc 18 giờ 15, hoạt động đầu tiên của Đức Thánh Cha tại Singapore là gặp riêng các tu sĩ dòng tên tại trung tâm tĩnh tâm Thánh Francisco Xavier.
Những thông tin về hoạt động ngày 11 tháng 9 của Đức Thánh Cha Francisco cũng đã khép lại chương trình Đức Thánh Cha Francisco Nhật ký Tông Du ngày hôm nay trên kênh YouTube Bình Luận Viên Tạ Biên Cương Khám Phá và Trải Nghiệm. Cảm ơn những nguồn thông tin, hình ảnh rất chi tiết, quý giá và sống động của Vatican News. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha tiếp tục được diễn ra thành công để sức khỏe của Ngài vẫn luôn được đảm bảo và chuyến tông du trổ sinh nhiều hoa trái đức tin. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những nạn nhân của cơn bão Yagi với những hậu quả rất nặng nề ở phía Bắc của Việt Nam. Hy vọng tất cả sẽ sớm được bình an và cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường. Xin Chúa chúc lành cho tất cả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.